Tao dân tập với con công tập của tao một tám mươi nghìn một ngày rồi đấy đâu nha mày rồi thứ bảy triệu hà nội cũng là chung cả dù nó đâu được tăng lương luôn mà vâng đi trăm các bạn đây là vận động viên phu đô của tỉnh Việt Nam Bích Ngọc vận động viên có tiền sử là mổ tái tạo bên thành phố trước cách đây một năm thì cách đây ba ngày thì trong một buổi tập luyện thì có bị đối thủ đè vào mặt ngoài gối rồi hiện tại bây giờ có đau cái vùng trong gối này vùng mặt trong gối này tôi đã khám và khám và chẩn đoán là tổn thương dây chằng trong hay còn gọi là dây chằng phía trước hay còn gọi là dây chằng dây chày của gối của gối phải trên bệnh nhân có tiền sử tái tạo dây chằng phía trước cách đây một năm và bây giờ thì hôm nay vừa rồi chúng tôi có đã có phương pháp điều trị và sử dụng cái phương pháp một rai và chúng tôi qua siêu âm trị liệu hôm nay thì đây là siêu âm rồi bây giờ chúng tôi hướng dẫn về cách massage điều trị đây là phương pháp điều trị bằng tay với một cái trường hợp tổn thương dây chằng trong này thì bình thường thì chúng ta thì đa phần chúng ta chỉ tập trung vào cái dây chằng trong thôi massage siêu âm tất cả các thứ thì chỉ tập trung ở cái dây chằng trong này mà thôi nhưng mà theo cái phương pháp bây giờ theo cái thì chúng ta bắt đầu là bắt đầu các bạn thấy nó dễ chịu hơn rồi nhiều khi nó có rất nhiều bạn trước tôi cũng đã từng và có nhiều bạn cũng còn bảo rõ ràng đau ở gối thì tại sao anh làm ít ở dưới chân ở dưới bàn chân này thực ra tất cả các thứ trên cơ thể chúng ta nó liên quan điểm chính với nhau vì cái dây chằng khi mà tổn thương cái dây chằng trong này thì cần toàn bộ tất cả những cái dân cơ nó đều phải làm việc để tránh cho nên là luôn luôn nó có cái dấu hiệu nào nó căng cứng và quá tải chính vì thế cho nên là kể cả những cái nhóm dân cơ ở những tận phần chân này cũng cảm thấy là căng cứng khó chịu cho nên là chúng ta phải thả lỏng ra đấy khi massage cho đến khi khi khách hàng cảm thấy dễ chịu không còn đau như ban đầu nữa thì chúng ta có thể chuyển sang cái nhóm cơ khác và nhẹ nhàng không để đau mắt
kể cả không chỉ đơn thuần là chỉ một mình cái dây chằng trong, tổn thương cái dây chằng trong, thậm chí những cái trường hợp là chấn thương dây chằng trước hay là chấn thương gối nói chung, thì nhiều bạn cũng rất là thắc mắc tại sao em chấn thương gối mà hoàn toàn cái cẳng chân nó cũng sưng nề lên, cảm thấy rất là khó chịu. Thì đó là do những triệu chứng tuần hoàn, chúng ta cần phải lưu thông rồi. Cảm ơn các bạn đã tương tác rất là tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có đau không? Bay của em cũng bị mệt không? Sao cần nhẹ nhàng thôi, mục đích là để thả lỏng để cơ và lưu thông máu vào thôi, không cần mặt luôn luôn là có một tay đặt trên da. Cái miếng thùng trong này thì miếng qua nhẹ nhàng cái vùng đi thẳng đầu kia. Hôm trước làm xong thấy nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Nếu là tập thì mình phải tăng lại. Em biết thở. Cái ngoài này nó có tăng lắm. Nó chưa phải chạy nhiều đúng không? Chạy nó căng liền. Tê ở ngoài đấy, nó bắt đầu nó căng thì nó cảm giác nó tê, mấy nữa khi mà nó đau nhiều hơn, nó căng nhiều hơn thì nó sẽ chuyển thành nó đau, mới đầu thì nó tê, chính vì thế không phải tại làm sao nó đau đây, mà nó ra tận trên tít dưới chân lên, nó liên quan bệnh chứng với nhau, cần phải làm những tất cả những chuyện này.
nó không đau như khi massage cái vùng ngoài thì nó sẽ chịu luôn. Bắt đầu cảm thấy nó căng cứng. Sờ thì nó cứng hơn hẳn bên này, căng thẳng bên này. Tương tự cảm giác thêm không? Cái này nó mềm mại, này nó khác hẳn nhau. Không phải tập làm sao mà nó đau đây mà nó bắt con massage đủ thứ. Cái việc nó phải như vậy. Đấy, khi biết này thì mình cần giữ khi bố cho nó ổn định, ôi là khi bố có nước với cái lực của mình vô tình để cho nó trượt đi rồi dẫn đến tổn thương của cái dây chẳng nó sẽ phải là nặng hơn. Làm chậm luôn, sâu. Em đi bây giờ đi tập huấn ở đâu ở Lan Bà Lan Bà Lan cũng đẹp lắm á, đi mấy lần rồi chưa đúng bây giờ ở đấy rất nhiều người Việt nhưng toàn các cô dâu Việt rất nhiều mà rất là hâm mộ con gái. Vừa rồi đội tuyển quốc gia Đài Loan thì đấu một tập huấn tập phù nhiều lắm, đón mặc áo vải đỏ ra sân bay đó tiếp hay lắm. Em biết anh giờ có thể đau không? Vâng, chào anh. Chúng ta làm nhé. Vâng, chào mình chưa? Em làm hơi nhiều. Sau khi đã massage tất cả các nhóm cơ liên quan đã tương đối mềm và cảm giác chịu rồi thì mình có thể tập trung vào cái này làm sao
Sao lại phải gác chân lên như thế này được gì mà biết là để cho cái nhóm cơ từ sau nó lỏng ra, từ sau cơ mặt từ sau nó lỏng ra. Căng ở bên này, cổ tay ở bên nào để thả lỏng cái căng này sau bên này căng hơn chút thôi đúng không? Mình gặp cái mới mà thì nó bị căng nhẹ một chút, thả lỏng hoàn toàn tất cả các cơ. Đứng ra chỗ kia. Em làm một động tác một chút khó chịu với chị một thứ là nó chịu hơn chưa? Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.